đây là một người mẹ đang sinh con, đồng thời cũng là một tội phạm có tội nghiêm trọng. Vài tháng trước, cô ấy vì lỡ tay giết chết người chồng luôn đối xử bạo lực với gia đình, bị phán 10 năm tù giam. Lúc đưa vào nhà giam, cô ấy đã có thai. Theo pháp luật lúc đó của Hàn Quốc, nếu như tù nhân nữ sinh con trong ngục có thể nuôi con 18 tháng. Dung Hy đã sinh đứa con của mình ra trong hoàn cảnh như thế, đứa trẻ tên Min Hoo, và sống cùng con mình trong nhà lao. Những người bị giam chung với Dung Hy đều là tội phạm nghiêm trọng. Có một giáo sư âm nhạc vào tù vì lúc trẻ đã lái xe đâm chết chồng và người tình của chồng. Có người vì con gái mà mượn tiền xã hội đen, cuối cùng không đủ sức chi trả nên đành giết người. Còn có cựu vận động viên đấu vật vì lỡ tay giết chết huấn luyện viên ác độc nên đã nhận án tù. Có thể nói, những tội mà họ gánh đủ để họ sống cả đời còn lại ở đây. Nhưng với môi trường tuyệt vọng như thế, vì sự xuất hiện của Min Hoo lại tràn đầy hy vọng và sự ấm áp. Min Hoo đáng yêu hiểu chuyện, cứ như là thiên sứ thượng đế phái đến. Cho dù là ai, chỉ cần nhìn thấy cậu bé thì bản năng yêu thương của một người mẹ sẽ trồi lên, không kiềm được mà phải thơm vài cái. Min Hoo cũng lớn nhanh như thổi dưới sự chăm sóc của những người mẹ này. Hôm đó là sinh nhật 1 tuổi của Min Hoo. Đến phần chọn đồ vật, mọi người xung quanh đều ám chỉ cậu bé chọn bút chì, chọn dây, chọn tiền. Nhưng cuối cùng, Min Hoo lại chọn một cái còng tay, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây người. May là bà nội giáo sư đã đứng ra nói một câu: "Còng tay tốt, sau này có thể làm thẩm phán." Như thế mới hòa giải được bầu không khí. Sau buổi sinh nhật có thêm một tội phạm mới, một cô gái tóc ngắn, không lớn tuổi nhưng lại trông rất khó gần. Nhìn thấy người chị lạ này, Min Hoo đã tò mò đến gần, nhưng lại bị cô ấy đẩy ngã xuống đất. Dung Hy nhìn thấy, đã xông tới liều mạng với cô ấy. May mà cảnh sát giám mục đến kịp, đã kéo hai người ra để trừng phạt họ. Hai người đều bị nhốt vào căn phòng tối. Nhưng vào lúc nửa đêm, cô gái tóc ngắn đột nhiên trở nên điên cuồng, đập đầu liên tục vào tường, muốn tự sát. Sau này mọi người mới biết, cô gái tóc ngắn từ nhỏ đã bị bố dượng ngược đãi. Sau khi lớn lên, suýt chút bị bố dượng cưỡng hiếp. Cô gái tóc ngắn cố gắng phản kháng, nhưng vô tình giết chết bố dượng. Tuy bố dượng đã chết, nhưng sự hành hạ nhiều năm đã để lại ám ảnh tâm lý cực kỳ lớn cho cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn quay về phòng giam, tất cả mọi người đều chọn cách im lặng. Vào lúc này, Min Hoo đã đi đến trước một lần nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Nhưng lần này, cô gái tóc ngắn không để cậu bé ra. Sau đó, trong một lần hoạt động tập thể, có vài người đến kiếm chuyện với cô gái tóc ngắn. Mới đầu cô gái tóc ngắn không muốn đến xỉa họ, nhưng nhìn thấy họ đẩy ngã Min Hoo xuống đất, cô ấy đã tức giận, chạy đến tát người đó một cái. Những người khác sau khi nhìn thấy có người ăn hiếp Min Hoo, cũng lần lượt chạy đến đánh bọn họ ngã xuống đất. Tuy Min Hoo giống như một mặt trời nhỏ, đã sưởi ấm tất cả mọi người trong nhà lao, nhưng thêm 6 tháng nữa, cậu bé sẽ được đưa đi. Trong một năm đó, mỗi ngày Min Hoo đều sống trong nhà lao, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Dung Hy cảm thấy hơi thiếu thốn nên muốn dẫn con ra ngoài một lần. Nhưng làm thế nào để ra ngoài? Trùng hợp, một nhóm hợp xướng đến nhà giam biểu diễn. Dung Hy nhìn thấy cơ hội, cho nên đã đề xuất với trưởng ngục: "Nếu như tôi cũng có thể tổ chức một nhóm hợp xướng để biểu diễn, thì xem như là một phần thưởng. Có thể đặc xá cho tôi một ngày không? Để dẫn Min Hoo ra ngoài xem thử." Trưởng ngục nghe xong vui vẻ đồng ý. Để không chậm trễ, Dung Hy bắt đầu chiêu bộ thành viên nhóm hợp xướng. Tại vì bà giáo sư từng là giáo sư của đại học âm nhạc, cho nên bà ấy trở thành chỉ huy. Sau một hồi tuyển chọn, hầu như đã quyết định được thành viên của đội hợp xướng, chỉ là còn thiếu một giọng nữ cao. Dung Hy đã để ý cô gái tóc ngắn. Thì ra cô gái tóc ngắn này cũng từng là sinh viên của trường đại học âm nhạc, hát rất hay. Dưới lời mời của bà giáo sư, cô gái tóc ngắn cũng tham gia với họ. Cứ thế này, một nhóm hợp xướng tội phạm đã tập họp xong. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người, màn biểu diễn đầu tiên vô cùng thành công. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều không kiềm được mà đứng lên hoan hô cho bọn họ. Dung Hy cũng thuận lợi nhận được một ngày đặc xá. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng biết được một tin: ngày mà Min Hoo được nhận nuôi đã được quyết định, cũng chính là ngày đặc xá. Hôm nay là ngày đặc xá, được phép ra ngoài, cũng là ngày con phải rời khỏi nhà lao và được nhận nuôi. Cô ấy thay bộ đồ nhà giam ra, đổi thành quần áo ngày thường gọn gàng, dẫn con đến một trường mẫu giáo, đưa một cuốn album ảnh cho viện trưởng, nhờ bà ấy chuyển cho người nhận nuôi. Dung Hy đã nhìn con mình lần cuối rồi rời đi. Nhưng khi ra đến cửa, cô ấy vẫn không nỡ, lại chạy về. Lúc này, người nhận nuôi đã đến. Nhìn thấy con mình được ôm trong lòng người khác, Dung Hy khóc không thành tiếng, nhưng lại không đi vào đó. Tại vì cô ấy biết đây là sự sắp xếp tốt nhất. Sau khi quay về nhà lao, mỗi ngày người phụ nữ đều không thiết tha ăn uống gì, như một cái xác biết đi vậy. Con trai rời đi, trái tim cô ấy cũng trở nên trống rỗng. Nhìn thấy dáng vẻ bất hồn của Dung Hy, bà giáo sư nói với cô ấy: "Vì con của cô phải tiếp tục kiên trì. Vào một lúc nào đó vẫn sẽ gặp được người ta muốn gặp thôi." Sau đó, Dung Hy đã dốc hết sức vào nhóm hợp xướng. Âm nhạc đã khiến cho những tội phạm nữ chìm đắm trong sự tội lỗi và hối hận không thể dứt ra được. Đoàn kết lại với nhau, bọn họ sưởi ấm lẫn nhau. Từ đó, trong nhà giam cũng tràn đầy tiếng cười nói: "Bọn họ đã được cứu rỗi trong âm nhạc." Cứ thế này, 4 năm trôi qua, nhóm hợp xướng phát triển ngày càng tốt. Hôm nọ, giám mục xông vào phòng tập luyện, nói một tin tốt cho mọi người biết: nhóm hợp xướng được mời đến Seoul biểu diễn như một khách mời đặc biệt. Đây là một cơ hội hiếm có, không chỉ có thể ra ngoài xem thử mà còn có thể gặp được người nhà. Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Nhưng vào ngày biểu diễn vẫn xảy ra bất ngờ. Một người phụ nữ giàu có bảo nhẫn mình đã bị trộm. Tại vì sự thành kiến, những tù nhân nữ đã trở thành đối tượng đầu tiên bị nghi ngờ. Cho dù họ cố gắng hết sức giải thích không có trộm đồ, nhưng không ai tin họ cả, còn yêu cầu họ cởi hết quần áo đứng ở hành lang để kiểm tra. Màn biểu diễn mà họ đã mong chờ bấy lâu nay cũng đã bị hủy. Tất cả mọi người đều cởi quần áo, chỉ có Dung Hy kiên quyết không cởi. Cô ấy cho rằng mình không có sai, cho nên đứng ra phản đối, nhưng lại bị một người bảo vệ đè xuống sàn. Vào lúc này, ngục trưởng đi vào, bức xúc thay cho những nữ tù nhân.
tất cả tội phạm tham gia buổi biểu diễn đều là khách mời đặc biệt. Tại vì những người này mà đã có tới 10 nữ cảnh sát đến, cô đang bảo hệ thống giám sát của chúng tôi có vấn đề sao? Nếu như trong nhóm hợp xướng của chúng tôi có kẻ trộm thì mọi hậu quả do tôi chịu trách nhiệm. Cứ thế này, nhóm tù nhân nữ đã có lại cơ hội đứng trên sân khấu. Phải nhận thành kiến thì có sao đâu chứ, không được mọi người yêu mến thì có sao đâu chứ. Bọn họ đưa những lời mình muốn nói vào trong giọng hát, truyền chúng đến cho người mình yêu. Như thế là đủ rồi, trong mắt mỗi người đều ướt. Ca khúc vừa kết thúc, ở hội trường đã vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Tất cả mọi người đều đứng dậy cổ vũ cho nhóm nhạc nữ này. Lúc này, ánh đèn đột nhiên tắt đi. Một giọng hát non nớt vang lên từ bóng tối. Một đám trẻ đã bước ra cùng với ngọn nến trên tay. Đứa trẻ dẫn đầu đã nắm tay của Dung Hy. Dung Hy nhận ra nốt ruồi trên tay cậu bé. Đó chính là con trai của Dung Hy. Nhưng cậu ấy đã quên mất người mẹ sinh ra mình. Sau khi kết thúc, Dung Hy vẫn không nói cho cậu bé nghe thân phận của mình. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy từ phía sau như một người gì vậy? Dì yêu cháu. Trước khi rời đi, người mẹ mới đã tặng cho Dung Hy một món quà, là một cuốn album ảnh. Trên đó có ảnh trong suốt 4 năm của cậu bé. Dung Hy nhìn vào ảnh, cuối cùng không kiềm được mà khóc nức nở. Bà ấy từng là một giáo sư, nhưng hiện tại lại là một tù nhân án tử. Mười mấy năm trước, chồng cô ấy nhân lúc cô ấy đi công tác đã hẹn hò với học sinh, còn ngoại tình trước mặt con của họ. Bà giáo sư trong sự tức giận đã lái xe đâm chết đôi cậu nam nữ này, vì vậy mà bị phán tội tử hình. Nhưng lúc đó Hàn Quốc đã loại bỏ án tử, cho nên bà giáo sư đã dùng thân phận tù nhân án tử ở trong tù suốt mười mấy năm. Trong cả cái nhà lao, bà ấy lớn tuổi nhất, thời gian vào tù lâu nhất, cũng là người có nhiều kinh nghiệm sống nhất, kinh nghiệm xử lý chuyện cũng phong phú nhất. Cho nên trong mắt những người khác, bà ấy như mẹ của mọi người vậy, chăm sóc mọi người một cách chu đáo. Nhưng một người già dễ gần thân thiện như thế, cuối cùng vẫn không có được sự tha thứ của con gái mình. Bà ấy từng viết vô số lá thư cho con gái, nhưng đều không nhận được hồi âm. Bà ấy gọi điện về nhà, con gái chỉ nói một câu nhầm số rồi lạnh lùng cúp điện thoại. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát giám ngục, bà giáo sư cuối cùng cũng gặp được con gái. Nhưng con gái lại nói, bao nhiêu năm nay, bản thân là con gái của một tội phạm giết người, sống một cách rất vất vả. Tất cả đều tại vì sự kích động nhất thời của bà. Nếu như không có bà thì bây giờ tôi sẽ không phải sống đau khổ như vậy. Nghe đến đây, bà giáo sư nói một cách đau khổ. Chẳng lẽ mẹ chết rồi, con có thể tha thứ cho mẹ sao? Ai bảo bà chết chứ? Chết thì bà được giải thoát. Hãy cứ sống cho tôi, sống như đã chết, mỗi ngày đều như ở địa ngục, sống một cách đau khổ. Nói xong bèn quay đầu rời đi. Bà giáo sư vô cùng đau lòng, đành dành hết sự yêu thương cho nhóm hợp xướng. Trong lúc mới tập họp thành nhóm và luyện tập, thường xảy ra một số tai nạn nhỏ. Bà giáo sư nói, muốn hát đầu tiên phải mở rộng lòng đã. Nếu như đóng chặt lòng lại mà hát thì nhóm hợp xướng này cũng không còn ý nghĩa nữa. Cho nên đã dẫn dắt mọi người thực hiện team building. Mọi người đều đã kể quá khứ của mình ra. Sau đó, các thành viên nhóm hợp xướng đều đã dốc sức tập luyện, biểu diễn ngày càng tốt hơn. Bọn họ thậm chí còn được mời đến Seoul thi đấu. Nhưng vào lúc này, phía trên đột nhiên tuyên bố hồi phục án tử. Con gái của bà giáo sư sau khi nghe tin, cuối cùng cũng chủ động gặp mặt mẹ. Cảnh sát giám mục dẫn bà giáo sư trở về căn nhà trước kia của bà. Vừa vào cửa, con gái đã ôm lấy bà ấy. Bà giáo sư lúc này vẫn chưa biết tại sao con gái đột nhiên tha thứ cho bà ấy. Chỉ cảm thấy mình đã đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Hai mẹ con cuối cùng cũng hòa giải, nhưng ngày này lại đến quá muộn. Vào buổi tối, con gái đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay già nua của mẹ, dựa vào vai bà ấy. Cuối cùng, cô ấy chịu không nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Ngày hôm sau, bà giáo sư trở về nhà giam. Những người bạn cùng phòng giam đều chúc mừng cho bà ấy. Trong lúc mọi người đều chìm trong sự vui vẻ, cảnh sát giám mục bước vào, muốn đưa bà giáo sư đi. Mọi người cuối cùng cũng phát hiện điều kỳ lạ, tất cả đều im lặng. Bà giáo sư cũng từ hiểu ra. Bà ấy run rẩy thu dọn đồ đạc, cố gắng nén nước mắt đi về phía cửa. Những người bạn cùng phòng giam đã chặn bà ấy lại, nói với bà ấy, bà đừng đi nữa, không sao đâu. Trước khi đi, bà ấy nhìn những đứa con gái của mình, ai nấy đều khóc nức nở. Bà ấy nhẹ nhàng cười với họ. Lúc này, cả phòng giam vang lên tiếng ca hợp sướng. Cuối cùng, cảnh quay dừng lại ở khoảnh khắc bà quay đầu lại. Mỉm cười cũng là sự thanh thản, là sự đau thương cũng là sự dũng cảm, có lẽ quyền lợi và sự tự